Hello, xin chào em, cảm ơn em quay trở lại về kênh này nè. Ok, hôm nay nhóm mình sẽ thực hiện một cái clip thực hiện là đang phải là che sau lưng lên rất nhiều đấy. Bây giờ nó sẽ nhóm mình sẽ thực hiện một cái clip là nấu dầu làm nhà bằng tre đấy. Tôi sẽ sử dụng tre chỗ này và để làm một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ giống như là trẻ về tuổi thơ của mình lúc tây đó ấy. Lúc lúc tôi là mình có làm một cái nhà là một ngôi nhà để chơi nhỏ nhỏ. Bây giờ tôi sẽ làm lại để xem cái video thật thành công không nha em. Ok, bắt đầu, let's go. Ok thì mình biết là mình làm một tập thì cũng không xong. Bây giờ tôi sẽ nhờ anh em làm giúp đấy. Cái công đoạn khó nhất đấy, đặt tre xong đấy là mình đó làm dàn đồ rất là nhiều. Ok, đây bây giờ tôi chỉ cần đặt xong hai cái này là để chôn cột đây. Bây giờ tôi sẽ tiến hành công đoạn này chôn cột đây. Ok, bắt đầu, let's go. Giờ sẽ chôn cột ra công đoạn rất là khó vì để nó cứng cứng như ngôi nhà thì phải này cho nó tắt lên. Okay. Là cái cục thứ hai. Bắt đầu. Đó là cái dàn nha, dàn là bỏ vào. Đấy. Thì thật sự là làm chỗ này rất là mệt. Đấy. Thì phải nhờ anh em làm để tôi làm không được có nổi. Thực sự là một mình tôi làm thì chắc phải cỡ một tuần mới xong. Thì có anh em vào làm thì cỡ một ngày hoặc là hai ngày đã xong rồi. Cái ấy thực sự là rất mệt, đặt tre rồi đó là mệt. Là cái nhà này rất là đẹp luôn đấy. Thành một cái của nhà ấy. Bây giờ ta sẽ công quản cột vàng. Ok anh em thì có khi một hồi cái cột thì đây luôn là cục xong một cái vàng. Bây giờ ta sẽ bỏ lá chuối trên và bỏ lá chuối trên và làm thành một cái nhà hoàn chỉnh nào. Ok đây, cái mà anh em là cái công đoạn bỏ lợp cái máy. Để cho anh em xem ở dưới và ở trên rồi, rất là nắng cho máy nữa vì khó làm. Đây là công ty cao thì nó rất là nắng đẹp. Mình làm lại để chỉ cho vui thôi chứ không có.
bây giờ ta sẽ lắp mấy chỗ này cho nó cách nhiệt đấy. Chỗ này hả? Thì nhìn thấy rất là sơ sài nhưng nay mà thấy là giúp tôi che nắng che mưa đấy. Ok thì anh em có thể thấy là tôi đang phục cái mai này để cho nó hoàn thiện xong cái ngôi nhà. Thực sự là bây giờ là mình được giờ là rất đau buồn rồi, chỉ làm mong nhanh để cho về và tận chơi. Đây này đó, rất đẹp. Cái nhìn ngôi nhà của tôi ấy, mặc dù nó rất là không đẹp nhưng nhưng tại nhóm tôi làm hết sức làm thì nó rất là đẹp rồi. Đây là tổng cục rồi, đây là cái mái. Ok cho anh em xem là cái cận cảnh cái ngôi nhà này 360 độ ấy, nằm như thế rất là mát. Giờ đó không đẹp nhưng tôi thấy đó là cả công sức của nhóm đã tạo ra đấy, nên là đẹp chưa? Đấy, rất đẹp. Rồi ok anh em, đây thực sự là ở mình là làm đấy, cái nhà này rất là mệt đấy, nên có thấy là cái nhà đã hoàn thành rồi, rất là chắc chắn đây. Thì cái ngôi nhà này mình sẽ thực hiện những cái clip 24 giờ và ở lại đây rất cái thì sơ cửa là có nhiều clip đây ở chỗ này đấy, xung quanh nhà này. Ok. Ok, thì em thấy là chỗ này là những clip sau thì khoảng là hay làm clip 24 giờ ở đây hoặc là làm những cái clip khác rồi nữa. Ok. Hoặc là liên quan cái chỗ này đấy. Ok. Anh em thấy cái nhân ngôi nhà đẹp thì hãy cho nhóm mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Ok. Cuối clip anh em thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ nhau. Ok. Chào tất cả anh em đã xem clip của tôi. Chào tất cả anh em, bye bye.